Thưa quý vị, với quyết tâm từng bước số hóa công tác đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng xây dựng đảng, Đảng bộ phường Tân Chính đã đề ra các giải pháp và sáng tạo trong việc đưa chuyển đổi số đến gần hơn cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường thông qua mã QR, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng. Chỉ với thiết bị điện tử thông minh có thể quét mã QR, cán bộ đảng viên người dân đã dễ dàng truy cập tìm hiểu thông tin, biểu mẫu, đường link liên quan đến công tác đảng như thế này. Tại chi bộ 6 Tân An B, phường Tân Chính, quá trình triển khai đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đảng viên nhằm hướng đến việc quản lý tổ chức đảng viên chặt chẽ hơn, sẵn sàng cho việc sử dụng ứng dụng này trong sinh hoạt chi bộ. Có thể thấy, việc đẩy mạnh số hóa, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng là sự cụ thể hóa trong lộ trình chuyển đổi số, giúp các đảng viên tích cực hoạt động trên môi trường số, từ đó trở thành những hạt nhân hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội số mà thành phố đã đề ra. Thì tôi thấy rằng vừa qua Đảng ủy phường Tân Chính có tổ chức cái chuyển đổi số, thì cái trang sinh hoạt chi bộ thì tôi thấy cái vấn đề này rất là tiện ích. Trước đây là toàn bộ những văn bản của Đảng ủy phường mà gửi về cho đối với chi bộ thì cũng không có thời gian đâu mà sinh hoạt chi bộ để mà đọc hết. Cho nên là cũng không tiền của đâu mà chúng ta photo ra gửi cho từng đảng viên để đọc. Mà qua cái chuyển đổi số này thì mỗi đảng viên chúng ta đều có thể ngồi nhà, chúng ta đều có thể đọc được hết. Trong quá trình triển khai cái bộ mã QR của Đảng ủy cũng như Ủy ban nhân dân thì gặp cũng có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên thì đối với Đảng bộ phường cũng xác định đây, chúng ta làm công tác tập trung cho công tác chuyển đổi số thì phải thay đổi từ nhận thức ban đầu của người dân cũng như cán bộ đảng viên. Cái cốt lõi đó là của Đảng bộ phường đưa ra là những thông tin của Đảng bộ, những cơ sở dữ liệu, đặc biệt đấy là công tác tổ chức xây dựng đảng thì cán bộ đảng viên là nhận thấy và nhận biết và có thông tin kịp thời, từ đó là hỗ trợ cho chi bộ trong quá trình sinh hoạt chi bộ một cách thuận lợi, hỗ trợ cho đảng bộ trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện một cách nhanh hơn. Với việc xây dựng bộ mã QR số hóa dữ liệu thông minh trong công tác xây dựng đảng đã giúp cho việc tiếp cận các thông tin của đảng bộ phường có những chuyển biến rõ rệt, dần thay đổi cách thức làm việc từ thủ công sang môi trường điện tử, giúp công việc được giải quyết nhanh chóng, chính xác và đồng bộ hơn. Hiện nay các khu dân cư nhận thấy rằng là quá trình triển khai chuyển đổi số, đặc biệt là mã QR của đảng bộ mang lại hiệu quả rất là lớn, kịp thời có những cái chỉ đạo cụ thể của phường, rồi những triển khai của chi bộ trong sinh hoạt chi bộ thuận lợi hơn. Trong thời gian trước đây chúng ta sinh hoạt theo chi bộ theo vẫn sinh hoạt theo chỉ thị 10 thì những cái thông tin chúng ta phải triển khai rồi phân công đảng viên đọc lên, thì hiện nay là trong quá trình sinh hoạt chi bộ là mẫu đảng viên có thể là truy cập trực tiếp vào mã QR và biết toàn bộ thông tin của đảng bộ phường, thì từ đó cái chất lượng sinh hoạt chi bộ rồi cái việc tham gia ý kiến của đảng viên trong chi bộ đối với chi bộ cũng như đối với đảng bộ là hiệu quả, có những vụ việc thì phường giải quyết rất là kịp thời. Quận ủy Thanh Khê đã ban hành chương trình hành động số 07 để thực hiện nghị quyết số 05 của thành ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời ban hành kế hoạch số 54 về phát động thi đua trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn quận. Với việc triển khai hàng loạt các ứng dụng chuyển đổi số như số hóa thông tin tổng quan của quận bằng ứng dụng Infographic, triển khai tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành EGOT trên nền tảng Internet tại các cơ quan đảng của quận và phường, đồng thời dữ liệu hóa văn bản trên nền tảng số để tuyên truyền đầy đủ, chi tiết, nhanh chóng, đưa các nghị quyết, chủ trương, quy định của đảng đến rộng rãi cán bộ, đảng viên và người dân, thay vì trước đây là gửi văn bản giấy. Đây được coi là bước đột phá, khẳng định quyết tâm của quận ủy Thanh Khê đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng. Đảng ủy các phường đã xác định công tác chuyển đổi số và xây dựng ứng dụng các cái phần mềm Internet để mà góp phần đẩy nhanh cái hiệu quả về chuyển đổi số trên địa bàn của các phường, trở thành một cái phong trào thi đua của 10 phường trên địa bàn của quận Thanh Khê, góp phần trong cái cải cách hành chính cũng như là đổi mới cái phương thức về tuyên truyền, quán triệt các cái nghị quyết, các cái chủ trương, quy định của đảng đến các cái chi bộ, đến các cái đảng viên, và từ đó
là nhận được cái sự hưởng ứng tích cực của cán bộ đảng viên, đặc biệt là các đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí trong cấp ủy của chi bộ khu dân cư hưởng ứng và áp dụng vào cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy. Thì từ những cái kết quả về công tác chuyển đổi số nêu trên thì đã góp phần đổi mới cái phương thức lãnh đạo của đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trên địa bàn của quận. Chuyển đổi số đang được Đà Nẵng xác định là động lực để giải quyết cái điểm ngẽn, tạo sự đột phá trong phát triển thành phố. Và việc tận dụng các tiện ích mà những mô hình chuyển đổi số mang lại đã góp phần rất lớn trong việc đưa người dân lên môi trường số, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, giúp việc khai thác thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, phục vụ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong bối cảnh hiện nay.